Xin chào các bạn đang có mặt trong buổi casting người mẫu cho tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, Việt Nam International Fashion Week xuân hè 2018. Và không khí tại Crescent Mall ngày hôm nay thì đặc biệt náo nhiệt hơn mọi ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là không khí ngay bây giờ mọi người đang cảm thấy thế nào nhé. Và đây là lần đầu tiên mình tham gia buổi casting này và mình cảm thấy là thực sự rất là háo hức. Tại vì là không khí đấy rất là đông vui, rất là nhiều người đẹp. Không khí xung quanh rất là náo nhiệt. Em rất thích không khí này. Em rất là vui và em muốn nằm trong số 50 người được nhận học bổng của VU Academy. Hello, my name is Lisa. I'm from Russia. I'm 22 years old. It's my first time. It's my first casting, and I'm so excited. It's a very good experience for me. Có rất là nhiều bạn model đến để casting và Hồng Anh đang rất là đón chờ phần casting của mình. Nhiều gương mặt mới của làng người mẫu hiện nay thì mình rất là vui và hy vọng rằng sàn diễn hôm nay từ National Fashion Week sẽ là một nơi chấp cánh ước mơ của các bạn trẻ. Với lần này thì Lê xuất hiện một vai trò rất là đặc biệt và trở thành một trong những vị ban giám khảo chính để chọn ra những gương mặt cho tuần lễ thời trang. Nhờ nóng của mọi người, cái tinh thần mọi người mang lại thì đã mang cho Ly cái cảm giác là thoải mái và cực kỳ hòa mình vào trong cái buổi casting. Đây là lần đầu tiên mà Thu Trang được đến tham dự buổi casting với vai trò là một người mẫu, và Thu Trang cảm thấy rất là hào hứng thể hiện hết mình để có thể lọt vào vòng trong. Ở vòng 2 các bạn sẽ vừa cảm nhận và vừa được diện những cái thiết kế. Việc các bạn xử lý tình huống khó khăn khi mà mình gặp trên sàn diễn là thể hiện được bản lĩnh của các bạn cũng như là khả năng làm chủ sân khấu nhiều hơn.